Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, theo hãng thông tấn Sputnik, vừa qua Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo kỷ niệm 60 năm thành lập tên lửa chiến lược. Trong đó đã khẳng định rằng 6.000 lính tên lửa chiến lược Nga luôn luôn trực sẵn sàng chiến đấu 24 trên 24. Lực lượng này có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Mỗi ngày đều có 7 tên lửa đạn đạo liên lục địa được dựng lên để sẵn sàng đối phó với các thách thức hiện nay. Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Nga, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hiện đại hóa trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ đạt 76%, trong đó bao gồm cả tên lửa chiến lược vượt siêu âm. Được biết, các tên lửa liên lục địa được điều khiển bởi 6.000 lính tên lửa, bao gồm 4 loại phóng từ dưỡng ngầm R-36M Satan, UR-100N, tức là SM-19, dao găm nhỏ, RT-2PM2, tức là Topo-M, RS-24 ra, và ba loại phóng di động gồm Topo, Topo M và RS-24. Các tên lửa liên lục địa Topol và ra đều có cả loại phóng cố định và phóng di động. Theo quy định của hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới giữa Mỹ và Nga, quân đội Nga có tổng cộng khoảng 1.300 tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền và trên biển. Trong số này, tên lửa liên lục địa ra được coi là một vũ khí sát thủ. Tên lửa đạn đạo RS-24 ra bắt đầu đưa vào phục vụ từ tháng 12 năm 2009, có thể mang theo 4 đầu đạn hạt nhân phân hướng với tổng chính xác lên đến 150 m tầm phóng là hơn 10.000 km. Hiện nay, tên lửa ra và tên lửa đạn đạo Bulava phóng từ tàu ngầm là những mẫu sản xuất hàng loạt duy nhất của nhà máy hạt nhân Nga. Các mẫu tên lửa đạn đạo cũ khác đã bị ngừng sản xuất. Trong kế hoạch trang bị của lực lượng tên lửa chiến lược Nga bắt đầu từ năm 2020, vũ khí vượt siêu âm sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Quân đội Nga đặc biệt đề cập đến tên lửa đạn đạo RS-28 Samat. Đây là tên lửa phát triển trên cơ sở tên lửa đạn đạo liên lục địa nặng nhất thế giới R-36M, tức là tăng. Tên lửa tăng có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân, với đương lượng nổ tối đa tương đương 20 triệu tấn TNT, tầm bắn là 16.000 km. Tên lửa này được gọi là cơn ác mộng của Mỹ và châu Âu. Nó đã đạt đến đỉnh cao của tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng trong chiến tranh lạnh. Còn đối với tên lửa Samat, Loại này có tính năng vượt trội so với xa tăng, có tầm bắn lên đến 18.000 km, trong điều kiện cùng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân như là Satan. tăng. Tổng trọng lượng của tên lửa này cũng thấp hơn so với xa tăng, làm gia tăng đáng kể tầm phóng. Thêm vào đó, tên lửa Samas sẽ được trang bị một đầu đạn chùm, bên trong chứa đến 15 đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn. Mỗi đầu đạn nhỏ này có sức công phá vào khoảng từ 150 đến 300 kg và có thể tấn công nhiều mục tiêu riêng biệt ngay khi được giải phóng. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa vào ngưỡng Mach 5 và có thể đổi hướng để né tránh các hệ thống phòng thông của đối phương. Sự xuất hiện của tên lửa Sa không chỉ có mục đích thay thế tên lửa Sa Tăng sẽ hết hạn sử dụng khi hiệp ước Start 3 kết thúc vào năm 2021, mà còn là phương án tiềm tàng để đẩy lùi bất kể kẻ địch nào của Nga. Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, đã liên tục thử nghiệm tên lửa hành trình tầm trung và tên lửa đạn đạo mới. Việc triển khai tên lửa tầm trung đến châu Âu và châu Á Thái Bình Dương đã chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài ra, các thế hệ tên lửa liên lục địa tiếp theo của không quân và hải quân Mỹ cũng đã xuất hiện, bao gồm các tên lửa chiến lược trên đất liền GBSD và các tên lửa đạn đạo mới phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Columbia. Đối với Nga, hiện nay Nga có hơn 20 đối thủ tiềm năng trong tổ chức quân sự NATO, cùng với các nước liên minh của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương như là Nhật Bản và Australia. Do đó, các chuyên gia Nga tin rằng việc phô diễn sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược nga vừa qua chính là nhằm đưa ra cảnh báo mới nhất cho các đối thủ tiềm năng của nga trên toàn thế giới bất kể sức mạnh quân sự của nga vẫn là thứ hai trên thế giới hay đã giảm xuống thứ ba thì kho vũ khí hạt nhân của nga luôn là mối đe dọa với bất cứ quốc gia nào kể cả là mỹ mặt khác nga đã và đang tiến hành một loạt các động thái mang tính cách mạng và đã biến nga thành vùng đất cấm đối với mỹ và phương tây Hành động này cũng một lần nữa chứng minh tầm nhìn xa trong rộng của Tổng thống Vladimir Putin. Cụ thể là gần đây, theo một báo cáo của giới truyền thông, quân đội Nga đã triển khai các radar khổng lồ và hiện đại trên toàn bộ biên giới của Nga. Hiện nay, một thế hệ mạng radar cảnh báo sớm chiến lược mới đã được đưa vào trực sẵn sàng chiến đấu. Đây là một hệ thống radar mang tính cách mạng, mở ra một trào lưu phát triển radar chống tàng hình tầm xa mới trên thế giới. Ngoài ra, điều này cũng đánh dấu việc tổng thống Vladimir Putin hoàn thành lời hứa của mình khi biến nga thành vùng đất cấm của mỹ và phương tây. Được biết, màn radar cảnh báo sớm của nga chủ yếu là do radar cảnh báo sớm chiến lược Voronezh và radar tầm xa container tạo thành. Trong đó, radar Voronezh phụ trách nhiệm vụ theo dõi, giám sát tình hình phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ của nga, còn radar container thì thực hiện nhiệm vụ theo dõi các mục tiêu tàng hình từ cơ ly siêu xa lên đến 3.000 km. Toàn bộ máy bay và tên lửa tàng hình của Mỹ đã trở nên vô dụng khi đối mặt với hệ thống radar mới của Nga. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã triển khai một số lượng lớn vũ khí hạt nhân chiến thuật tại châu Âu để đối phó với Liên Xô. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ vẫn không rút số lượng vũ khí hạt nhân này và trong các cuộc tập trận hàng năm của NATO, mỗi năm đều tiến hành ít nhất 6 cuộc tập trận phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vào thời điểm hàng quý Mỹ cũng đã tiến hành kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và lực lượng hỗ trợ hạt nhân. Có thể thấy rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật do Mỹ triển khai tại châu Âu vẫn là một thanh kiếm sắc treo trên đầu của Nga. Để giải quyết mối đe dọa này, Nga cần có một hệ thống radar có thể theo dõi thường xuyên mọi ngõ ngách tại châu Âu. Ngoài ra, trong các cuộc chiến tranh hiện đại, thì việc giành được quyền thống trị trên không cũng tương đương với việc giành quyền thống trị thế giới. Một khi mất quyền thống trị trên không, hải quân và lục quân ngay lập tức trở thành các mục tiêu sống. Để đối phó với mối đe dọa từ ba vũ khí tàng hình lợi hại của Mỹ là máy bay chiến đấu F-22, F-35 và máy bay nắm bom tàng hình B-2, nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng cường nghiên cứu các biện pháp nhằm phát hiện các mối đe dọa này từ xa. Tuy nhiên, cho đến nay có thể nói mới chỉ có Nga làm được điều này. Khi mà Nga đã hoàn thành thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm chiến lược mới, và bao trùm Nga và châu Âu cùng một số khu vực khác. Đáng chú ý là Nga đã công bố một cách vô điều kiện bản đồ vùng phủ sóng của radar container. Tướng Nga thậm chí còn công khai tuyên bố rằng trong một thời gian tới sẽ không còn góc chết nào trong lãnh thổ và biên giới của Nga. Radar container đã bao phủ hầu hết các nước châu Âu, nhưng Nga không muốn nhìn chăm chăm vào châu Âu bằng container. Mục tiêu quan trọng hơn của radar container đó là theo dõi khu vực Tây Á, Trung Á và Trung Đông và đến tận bang Alaska của Mỹ. Nhiều chuyên gia quân sự thì cho rằng radar container của Nga chính là một đòn hiểm đối với chiến dịch quảng bá khả năng tàng hình của F-35 Mỹ. Ngay sau khi Mỹ chế tạo thành công F-35, nhiều quốc gia trên thế giới sẵn sàng chi số tiền khủng để được sở hữu loại máy bay vô đối này, nhất là các nước của Trung Đông. Trạm radar thế hệ mới container lắp đặt trên biên giới Liên bang Nga có thể phát hiện số lượng lớn các mục tiêu trên không như là tên lửa hành trình siêu âm, hoặc là máy bay chiến đấu tại khoảng cách xa hơn 3.000 km, tướng Andrei Demin đã tiết lộ. Cần nói thêm, radar container là một hệ thống radar đường chân trời thế hệ mới của Nga có kết cấu rất phức tạp, với các trạm radar có độ phân giải cao và hệ thống máy tính điện tử rất mạnh, cùng với phần mềm xử lý đặc biệt cho phép chúng phát hiện các mục tiêu khả nghi từ rất xa. Hệ thống radar cảnh giới 1745Z container 29B6 là sản phẩm của tổ hợp nghiên cứu và sản xuất radar tầm xa của Nga. Theo tài liệu mà nhà sản xuất công bố, radar thế hệ mới này có thể phát hiện các mục tiêu bay từ khoảng cách 3.000 km. Màn radar tích hợp của nó sử dụng sóng radar hệ mờ và tính đặc tính phản xạ sóng điện từ bước sóng dài từ tầng điện ly trong bầu khí quyển để phát hiện các mục tiêu tại khoảng cách lớn. Các hệ thống radar container được triển khai cho đơn vị kỹ thuật vô tiến luyện đặc biệt là 590 của Nga trong đó có một trạm chỉ huy, một ten tiếp nhận và truyền dữ liệu, một hệ thống truyền số liệu thông tin và một đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu. Điều đáng chú ý là các hệ thống này đều thiết kế kiểu mô đun nên nó dễ dàng lắp đặt và triển khai ở các vị trí có địa hình phức tạp nhưng hiệu quả của chúng mang lại rất là cao. Vì vậy mà Nga dễ dàng triển khai một hệ thống liên kết dọc theo biên giới đất nước để ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài. Với phạm vi phát hiện lên tới 3.000 km, hệ thống Sada thế hệ mới này sẽ cho phép Nga kiểm soát hoàn toàn không phận của hầu hết các nước châu Âu, gồm cả Đông Âu và Tây Âu, phát hiện từ sớm các vụ phóng tên lửa và các phi vụ xuất kích của các chiến đấu cơ, máy bay ném bom cũng như các máy bay khác. Hệ thống Sada container sẽ cho phép Nga mở rộng phạm vi giám sát và kiểm soát tình hình về phía Tây, tức là về phía các quốc gia NATO đang ngày đêm âm mưu tiến về phía Đông. Cùng với đó, Sada container còn có thể phát hiện máy bay của hầu hết châu Âu ngay khi vừa cất cánh hoặc là đang chạy trên đà trên đường băng. Tuy nhiên, với việc Nga đưa ra container vào trực chiến, thì máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đã bị mất hoàn toàn chức năng tàng hình. Điều này buộc các quốc gia châu Âu và Trung Đông phải cân nhắc lại các bản hợp đồng mua sắm F-35 của Mỹ. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng sự ra đời của radar container một lần nữa chứng minh tầm nhìn xa của Tổng thống Putin Mặc dù Nga là cường quốc quân sự đứng thứ hai của thế giới, nhưng nền kinh tế của Nga lại đang bị tụt hậu nghiêm trọng và trước những áp lực từ Mỹ, dân tộc Nga đang phải gồng mình để đối phó. Do vậy, Tổng thống Putin ngoài việc chủ động xuất kích trên mặt trận ngoại giao, thì trong lĩnh vực quân sự, ông cũng đã tiến hành những bước đi đi tắt đón đầu, trong đó chủ yếu tập trung vào việc phát triển các loại trang bị được coi là sát thủ của các vũ khí hiện đại của Mỹ. Những phương tiện chiến tranh bất đối xứng này đã thực sự làm cho người Mỹ phải run sợ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.